Hi, xin chào anh em. Trong video lần này mình sẽ nói về câu chuyện đi mua xe và các cái thủ tục giấy tờ sang tên khi mua bán như thế nào. Cho một số anh em mà mới mua xe, mới chơi xe lần đầu mà tự đi làm giấy á, chưa có kinh nghiệm như mình ngày xưa thì anh em có thể xem video này để tham khảo. Nếu mà có thắc mắc hay là ý kiến gì các bạn có thể tương tác với mình qua cái phần bình luận phía dưới video nha. Rồi, trước khi vào video mời các bạn xem intro. Trước khi mua xe mình đã có đi xem qua rất là nhiều xe ở trên mạng, xem thông tin á, còn đi xem xe ở ngoài test xe rồi thì mình coi tổng cộng là 4 chiếc, 3 chiếc Duke 390 và 1 chiếc Duke 200. Và đây cũng là một cái lời khuyên mà cho mấy anh em đi xem xe á, là các bạn nên hẹn 4-5 người gì đó, hẹn một lượt trong một buổi sáng hoặc trong một ngày để cho nó tiện mình đi xem xe. Sẵn các bạn có dẫn thợ thầy theo xem thì nó tiện cho người ta đỡ phải đi qua 2-3 ngày như mình. Mình xem tổng cộng là trong vòng 2 ngày. Vì lần đầu là đâm ra mình cũng không hẹn được như ý. Xem không được chiếc này về nhà mới lên mạng kiếm chiếc khác rồi liên lạc người ta để đi xem. Như vậy thì rất là tốn thời gian. Cái chiếc xe của mình bây giờ là chiếc xe cuối cùng trong ngày mà hôm đó mình đi xem. Mình đã nghĩ là không có mua được chiếc đó, không có duyên với nó đâu, nhưng mà cuối cùng thì đó là cái chiếc xe mình chọn. Sau khi mà chốt được deal với lại cái anh chủ á, thì đó là buổi chiều rồi nên mình không có rút tiền ngân hàng kịp để chuyển cho ảnh. Đâm ra là mình viết giấy cọc. Các bạn sẽ viết giấy cọc cho cái người bán và hẹn là đến ngày công chứng sẽ đưa đủ số tiền. Thì vì lý do đó nên là người ta sẽ giữ xe các bạn lại thêm một ngày nữa. Ai có đủ tiền thì đưa hết ngay lúc đó và lấy xe về hẹn lên công chứng thôi. Còn đối với trường hợp mình đó là anh chủ xe đem xe về, hôm sau anh chạy lên phòng công chứng, mình đem tiền lên phòng công chứng rồi ở đó bắt đầu mới làm giấy tờ rồi đưa toàn bộ số tiền. Bước thứ hai là cái ngày ở công chứng các bạn sẽ cần phải chuẩn bị những cái gì. Người mua thì các bạn đem theo chứng minh nhân dân, hoặc ai có căn cước công dân thì mang cái căn cước theo, và mang theo sổ hộ khẩu bản chính để mà nhân viên công chứng người ta có thể xác nhận rồi viết giấy mua bán cho mình. Thì tới đó cái người bên bán á, người ta sẽ mang cà vẹt gốc nè, hộ khẩu và cái chứng minh của người ta, xong rồi cả hai bên trình lên cho công chứng viên á, người ta sẽ xét đánh hết một cái bản. Các bạn yên tâm là người ta làm rất là nhanh, nhưng mà các bạn cần phải xét cái tờ giấy đó nha. Đợt của mình là bị vướng một cái vấn đề có số khung số máy là người ta đánh vào tên hãng là có là KTM, nhưng mà nó còn một cái tên xe thì cái người công chứng này không có đánh vào. Tên xe của mình là Duke 390 thì trong cái tờ giấy mua bán không có cái tên đó, chỉ có cả KTM thôi. Thành ra là trong cái tờ giấy mua bán của mình thiếu một lần. Trong tay không tiền đời mày ai thưa, những lúc có tiền nhiều kẻ ghét gây. Quay lại câu chuyện là lúc mà đánh cái tờ giấy mua bán xe, nhiều anh em trên mạng á nói là khai khống cái số tiền mà bán xe để được giảm số tiền đóng thuế lần hai, đúng không? Không có đâu bạn. Xe của mình là giá trị rất là cao, nhưng mà cái người công chứng viên người ta đánh vô bán là chỉ có 3 triệu mấy à, cho cái số tiền đóng thuế lần hai của mình nó sẽ giảm đi. Nhưng mà không có đâu bạn, lát nữa mình sẽ nói. Rồi sau khi mà có tờ giấy mua bán nó xong rồi, bên dưới trả tiền phí công chứng xong, mình giao đầy đủ tiền cho cái anh bán và ảnh giao xe, coi như là xong, ảnh hết trách nhiệm, ảnh không còn trách nhiệm gì nữa nha. Những cái quy trình tiếp sau đó là bạn đứng ra bạn làm. Bước thứ ba, các bạn sẽ đi nộp lệ phí trước bạ sang tên xe máy tại chi cục thuế khu vực bạn sống. Cách tính lệ phí trước bạ sang tên xe máy cũ, số tiền lệ phí trước bạ sẽ bằng giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ nhân với mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ phần trăm. Các bạn có nhớ hồi nãy bước thứ hai mình nói là công chứng viên sẽ đánh khống một cái số tiền nhỏ ở trong tờ giấy mua bán không? Các bạn cứ nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng đến số tiền các bạn đóng thuế trước bạ. Không có, tại vì nó có barem hết rồi. Người ta sẽ dò theo cái khung thời gian sử dụng xe đó,
xe bạn đăng ký lần đầu năm 2016 đi thì sẽ được 5 năm, năm đó là năm 2020 đi, thì có nghĩa là đã sử dụng được 4 năm, thì trong vòng 4 năm đó nó có cái khung, nó có cái khung là giá trị còn lại của xe là bao nhiêu, người ta sẽ tự nhân hết. Một điều nữa là cái xe nhập đó, nó sẽ có các giá trị tính thuế khác nhau. Nhập châu Á thì tính khác, mà nhập châu Âu thì lại tính khác nữa. À, có một cái con RC390 lúc mà mình quen được đó, thì người ta đóng thuế tới hết 700 mấy chục ngàn lần, tại vì xe người ta nhập châu Âu. Còn xe của mình là xe nhập Thái, thành ra là phí trước bạ của mình là 420 ngàn. Bây giờ đến bước thứ tư, sau khi giấy tờ các bạn đã có hoàn chỉnh hết rồi, việc cuối cùng là đi lên 282 nơi Trang Lộc đối với những anh em chơi phân khối lớn. Còn những phân không có nhỏ thì tới khu vực của mình thôi, tới công an khu vực của mình thôi là xét được rồi. Rồi mình lên 282 nơi Trang Lộc, search Google ra nha. Rồi lúc đi bạn mang theo cái gì? Hai tờ giấy phía trên mình nói là tờ giấy xác nhận mua bán và cái tờ giấy mà chứng minh bạn đã đóng lệ phí trước bạ, mang hai cái đó theo. Mang thêm giấy tờ của chủ xe, có nghĩa là cái cà vẹt cũ á, cái cà vẹt của người bán đưa cho bạn á, bạn mang theo cái đó, mang theo chứng minh nhân dân của bạn. Rồi nếu bạn tự làm, bạn có thể mang theo tờ khai đăng ký xe, còn không thì thôi khỏi đi, bạn vô thẳng 282 thì sẽ có người làm cho bạn. Và nói nhỏ một cái là mình không có ý nhận xét gì anh em còn lái ở 282 nha, nhưng mà mình chỉ khuyên những bạn mà chơi xe cỡ nào cỡ các bạn cũng phải qua anh em cò. Nhưng mà các bạn hãy rút kinh nghiệm mình là các bạn hãy đi thẳng vào trong luôn, đi thẳng vào trong luôn thì sẽ có cái người làm cho bạn với một cái giá nó hợp lý hơn ha. Xong sau đó các bạn sẽ vào phòng phía trong để mà nộp hồ sơ xét xe. Nếu xe bạn được xét ok, công an sẽ cho bạn một cái tờ giấy hẹn lấy cà vẹt mới sau khi đã sang tên. Còn nếu xe bạn có vấn đề gì thì lúc đó các bạn tự biết mình phải làm gì. Rồi, sẽ có cái dịch vụ cho bạn là nhận cái cà vẹt qua đường bưu điện, hoặc là bạn lên ngược lại 282 vào cỡ chừng 10 ngày sau á. Cái lưu lượng làm việc á, nó tùy đợt. Đợt mình á, là xe phân khối lớn nhưng mà chỉ 11, 12 ngày đã có rồi. Còn chiếc NVX của anh mình á, thì tới gần cả tháng mới có cà vẹt. Thì tùy các bạn. Xong sau đó thì các bạn cầm tờ giấy hẹn và về, chạy xe về, chờ tới ngày đi lấy, lấy xong rồi đi vẫy vậy thôi. Trước khi kết thúc video, mình có một số cái lời khuyên anh em đi xét xe. Cái này là mình nói cho những bạn mà mới chơi thôi nha, mấy anh chơi lớn rồi thì mấy anh rất là rành về vấn đề này rồi. Xe mình lúc mà lấy về là có một cái bô độ AK carbon á, mình thấy không yên tâm với cái bô đó nên mình đi lên hãng KTM Sapa để mà gỡ cái cây đó ra và vô lại cái bô zin rồi đó. Nhưng mà các bạn biết sao không, cái chiếc đúc của mình á là đúc 390 mẫu 2016, cái đầu đèn nó còn tròn đó, nhưng mà xe đã được lên cái đầu đèn của đúc 250 đời mới để cho nó giống với hình ảnh của đúc 390 mà đời 2018 á. Và xe cũng lên cùng côn cùng thắng, cũng lên kiến gió, thành ra là nó hành mình trong quá trình xét xe cũng hơi nhiều. Nếu được các bạn hãy để zin toàn bộ, chơi xe mà không đổ giống như là ăn cơm mà không có đồ ăn vậy. Nhưng mà những cái ngày đi xét xe mình nên vô đồ zin cho nó êm. Mình thấy một số anh em ở trên mạng có cho thuê bô zin rồi cho thuê đuôi zin các thứ để mà đi xét xe trong một ngày á. Cà vẹt mới 2021 thì có sự thay đổi so với cà vẹt mẫu trước đây, nó không còn là màu xanh nữa mà nó là màu cam, nó mà là màu cam. Có cái mã QR các bạn quét bằng Zalo á sẽ quét ra được cái bảng số của mình trong đó. Và một thay đổi nữa là nó sẽ không ghi ngày đăng ký lần đầu, cũng như là không ghi dung tích xe. Cái chuyện mà mua bán sau này chắc là nó sẽ phức tạp hơn một chút xíu. Và anh em mà chơi xe giấy tờ hợp lệ á, xe tháp giấy á, xe mẹ bồng con á, một mẹ bồng nhiều con hoặc là một con có nhiều mẹ đó, thì sẽ khó. Vì công an người ta quẹt cái mã QR thì sẽ ra được cái bảng số gốc. Rồi, vậy thôi.
Trong video lần này mình nói sơ sơ về các cái thủ tục giấy tờ để mà sang tên lấy cà vẹt. Nếu có lỡ đá động tới ai thì các anh tha cho em.